đập tan ngay cơn khát và đã khát cùng Sprite, đập tan cơn khát. Chúng tôi đang thử nghiệm liệu một nguồn cô bột có thể đánh bại các bếp bẩn có da, ngay cả bếp bẩn cứng đâu. Các bé, bếp bẩn nào? Liệu một nguồn cô bột có chiến thắng được chỉ một, hai mà đến lắm một phút giả khác còn lại? Còn lại thế này, con nguồn càng khó chặt hơn. Bình Coca-Cola vui nhất mình không hề kết nối. Sáng hãy cũng mỗi ngày có bộ sinh tư quyết Vinaphone và Samsung Galaxy S4 điều phút đối nối và ngoại mạng sạc khóa suốt hè, kết nối thả ga. Còn pha tinh dầu thơm tinh tế mới với tinh dầu thơm 100% đưa bạn vào một thế giới hương thơm nâng niu xúc cảm. Còn pha hương thơm nâng niu xúc cảm. Mình không bị dưỡng tóc được vì chỉ còn 48 tiếng mới chuẩn bị khai trương quán. Nhưng tóc mình vẫn mượt nhờ Rejoice siêu mượt. Ngay cả đến 48 giờ sau, tóc mình vẫn mượt mà. Sao không có thời gian đi dưỡng tóc vậy ta? Mình chỉ dùng Rejoice thôi. Chị dùng đi mà. Dạ, chả có nét và một giặt là sạch rồi. Mình thử xem nhé. Có rất nhiều vi khuẩn ở đây. Giờ hãy dùng viêm năng lượng xanh mới. Đã sạch hết vi khuẩn. Sạch đến mức mình có thể chạm tay vào ấy chứ. Tự tin chị mà. Việc sạch vi khuẩn gây bệnh. Mới chờ lại. Viên ngon. Lập sạch chậm. Ăn mấy và sánh. Đây, được cô đặt trong một gói cà phê viên uống liền. Để giữ nguyên hương vị tươi ngon cho bạn. Dạ, con mời bố. Cà phê viên uống liền. Có ngon không? Uống rất được bố ạ. Đúng là tuyệt chiêu. Cầm phê viên uống liền, giá dùng thử chỉ 2.000 đồng. Khi biết rằng tôi sẽ là người đại diện của fan team, tôi đã rất háo hức, nhưng cũng cực kỳ lo lắng. Vì thời gian đó, tôi bị sơ, khô và trẻ gọn, nhưng tôi đã tin dùng fan team. Fan team với công thức giàu pro vitamin, giúp tóc ngăn ngừa 10 chân hương trộn, cho tóc khỏe và sáng mượt hơn. Ngày trọng đại ư, hãy tin dùng fan team, bạn sẽ tỏa sáng. Em tin cải thiện 10 dấu hiệu hương tổn. Chúng ta thức ăn có sức khỏe và sự phát triển thần kinh trẻ nhỏ không có sức khỏe. Mẹ chọn tăng lên con ba để cho con ăn lợn đất tốt cho hệ tiêu hóa, cùng để ăn vào các dịch chất chuyên nghiệp. Tăng lên con ba để giảm lại khối mập không lớn. Tăng lên con số thông thường cho bé từ 2 đến 6 tuổi này. Chúng tôi đưa Omomatic qua một nghìn các dịch bẩn khác nghiệp. Chỉ cần một gắp Omomatic không từ nước mi bò và vết bẩn bị xuất tan hoàn toàn. Omomatic xuất tan vết bẩn cứng đầu chỉ trong một lần giặt. Nè, đang làm gì vậy? Đang làm gì vậy? Chăm chỉ ghê chưa? Dạ. Lao chọn làm gì vậy? Làm như có khách tới ở vậy? Lúc khách của con đừng cho đến nghỉ lại. Tên người đó là anh Du Anh. Cô Du Anh? Dạ. Sao tôi chưa nghe qua bao giờ vậy? Cô ta từng tới đây chưa? Chuyện đó tôi cũng không biết nữa. Bởi vì tôi không có nhìn rõ mặt cổ. Tại sao lại không nhìn rõ mặt được? Đây, cô đi từ từ thôi. Từ từ thôi nha.